chuột á. Cẩn thận nha, con đá này rất là trơn á, sâu quá. Ở trên đây là có một cái thác rất là linh thiêng, gọi là thác La Vung. Cái thác này là có 7 cái thác ở trên chạy xuống. Thác La Vung thuộc xã Bí Thạnh và do trạm điều 5 quản lý, trực thuộc rừng Hồ Sông Móng Cao biết. Cái đường đi là hiểm trở, các phương khác thì cũng ít đi, đa số là cái dân địa phương người ta biết. Hôm nay thì chúng ta cùng đi khám phá thác La Vung với lại anh em hội nhân pháp và gia đình. Lộ trình là từ xã Bí Thạnh vào tới thác là khoảng tầm 5 km, trong đó có 2 km chúng ta sẽ đi bằng xe máy, sau đó sẽ đi đường bộ, dốc đồi và đá. Cái đoạn chúng ta đi xe máy là dừng tại đây, bắt đầu tiếp tục mình đi bộ, tại vì cái đoạn đường là đá, rừng khó đi. Đây suối này nè, vừa là suối Bắc Mèo, suối này là không có nước mà lên trên thác là có. Nước đang chảy ngầm dưới, đá nó lấp rất là dày, chắc tầm cỡ trên 4 mét. Mua nhiều ngày thì nó chảy lên bề mặt, còn bình thường thì nó vẫn chảy âm. Nhiều năm á, đắp đá rồi nó lấp lần lên nên là nước chảy âm dưới, mình không thể thấy được, xuống dưới hạ lưu cuối nguồn sẽ thấy. Chỗ này rất là trơn á, anh em đi cẩn thận tới. Đây em thấy khí hậu nó mát thì không, càng lên cao càng mát. Đi một đoạn nữa là tới à? Còn đi không nói chuyện. À, tức là lên tới nơi mới nói. Mình tự thấy là tự làm được, không phải nữa. Ăn cơm xong hỏi được không? Không phỏng vấn nữa. Gì cái này cái gì, cái kia là cái gì, không được hỏi. Cũng không được phỏng vấn được. Cái gì đây rồi? Ông già xưa không ai dám mà. Người khác được không anh, như em hay là anh Đạt? Hôm nay con Đạt thì được, còn đây trên địa phương thì không phải là tính dị đoan, nhưng mà ở đây là phong tục tập quán của bà con dân tộc Rai ở làng Mỹ Thạnh, cho nên vào rừng người ta không có nói to đâu, cũng không có trao đổi với lại người các địa phương nhiều đâu, người ta không giờ kể. Hiện đang vào mùa khô cho nên nước ở thác tầng 1 và tầng 2 chúng ta sẽ không thể nào nhìn thấy được, là về nước nó chảy âm dưới lòng đất. Kể từ tầng thứ 3 trở lên chúng ta mới nhìn thấy nước. Thác có chiều cao khoảng hơn 200 mét, được len lỏi trong cái vách đá. Những đoạn khác có thể mình phải dùng tay leo mới được chứ không phải mà đi chân gì nữa đâu. Hiện tại chúng ta đang có mặt tại khu vực tầng 3 của thác La Vung. Tầng này thì nó có chiều cao của thác khoảng tầm hơn 10 mét. Tiếp nối là tầng 4 của thác La Vung. Và trong đó sẽ có một khe dẫn nước, là kế là một cái hang sâu bên trong đó. Ta sẽ khám phá cái hang đó. Mình muốn đi vào sâu bên trong á, trong khe mình phải bỏ giày dép lại để không có trơn, và mình phải bước qua bên kia, mình đi vào sâu vào trong. Từ từ không rồi. Bỏ trên thuốc rồi. Nó rong rêu rất là dày. Từ từ. Cẩn thận. Nó có một cái hang động nhỏ trong đó. Có ai từng vô đó chưa? Hầu như là chưa, nó rất là trơn trượt và rất là nhiều mạo hiểm. Hiện tại không ai dám đi vô sâu trong đâu, mà mình ước lượng sâu có tầm gần chục mét. Thấy cái phiến đá kế này không? Theo đốt xuống nè. Ghé vô đây mà tham quan là rất là mạo hiểm. Cục kia, trên kia. Đúng rồi, trên kia cũng có một cục đang nứt nứt đó, không biết lúc nào nó rớt xuống, nên ở đây lâu cũng không tốt gì đâu. Giờ chúng ta ra một khác, ở đây lâu á, đá rơi nguy hiểm á. Từ từ á, vượt sâu á, rồi đó. Đó. Giờ chúng ta xỏ giày vào, chúng ta tiếp tục leo lên tới thượng nguồn, khám phá những tầng kế tiếp. Có một số người là không thể nào tiếp tục một hành trình được, chắc là lý do sức khỏe, cho nên người ta không tham gia hết với mình được. Những tầng trên đó nó càng treo leo càng mạo hiểm hơn nữa, và nó cũng đẹp hơn. Đây đâu phải là đi, mà là bò chứ. Đây là khu vực tầng 5 và tầng 6. Đó. Đây chân quá. Dắt núi cái này nữa là lỡ chậu phát tí cái là xong rồi. Ta không thể nào xuống được từ năm lần 6, đi vòng bao tới đỉnh thôi. Đó, con thác nó nằm giữa hai cái ngọn núi này nè, không thể nào xuống được, nó rất mạo hiểm. Độ sâu của nó phải là tầm trên 100 m. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển thêm tầm 3 m theo dắt núi leo nữa để lên tới đỉnh luôn. trên cái đỉnh thác của thác La Vung. Điểm cuối cùng rồi đó, không thể nào đi sâu vào được nữa. Độ cao của nó khoảng trên 30 m. Nước nó ở tất cả những nơi vách núi đổ dồn về đây để mà nó chảy thành một con thác. Khu vực này mà rừng bị tàn phá thì chắc chắn nguồn nước này sẽ không bao giờ tồn tại. Thác Bà La Vung này theo như mình biết qua người già địa phương thì cái bà đó tên bà La Vung, bà đi kiếm châu bị đá rớt xuống để tử nạn tại cái hồ thác này. Ai mà bị mất hay là bị nạn trong rừng, bị tử nạn rồi á, người ta rất là tôn kính, một cái điều tôn kính của tất cả đồng bào người dân tộc Rai ở địa phương đây, cho nên họ không có tiết lộ ra người ngoài và cũng không có ra tiếng ồn trong cái khu vực thác này.